Chào bà đi. Chào bà. Chào bà. Xin chào toàn thể cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Gói Lai. Chào bà. Cũng như mọi người mà từ trên nhánh của Vế ạ, của nhà mẹ rất là vui và rất là cảm ơn cô Huệ Hương ở bên Đức mà cô có gửi cho vợ chồng em Gói và cái đạt thùng quà, cái thùng quà rất là to luôn cô bác ạ. Đạt đang sốt ruột đấy nhá. Mết quà gì đấy? Đạt đang nóng lòng xem. Háo hức kìa. Đây. Cái này là toàn tiếng nước ngoài thôi. Đây. Cái này là ghi quần áo mới và đã dùng. Túi sách này, áo khoác trẻ con, giày dép, thắt lưng. Tất này, đồ trang sức đã dùng, một bộ đồ đĩa và tách thìa cho bé này. Và thùng quà này là có nặng xem nào, nặng bao nhiêu kg đây. Thùng quà này thì rất là nặng đâu nhỉ? Rất là nhiều quà luôn. Này cái này thì rất là nặng, cái này chắc phải hơn 20 cân. Này, bị cô bác ơi, đấy lần này là chúng em nhận quà của cô Huệ Hương gửi là lần thứ hai. Và lần trước ạ thì em có nhớ là có cả quà của gia đình lãnh sử thì lúc đấy là cũng phải đóng cả thuế nữa. Lúc đấy là cũng đóng thuế và thùng quà lần này cô gửi thì cũng tương tự như là lần trước là cũng đóng thuế cô bác ạ. Bay cái chữ này mở đấy. Đây có một cái thư tại vì là trước đó ạ. À đây, 25,92 kg đây. Đúng rồi. Đây. Đây là hàng có thuế này, ngày 19 tháng 11 2021 đã làm thủ tục hải quan tại trung tâm khai thác, đúng không? Cái gì em có không biết đọc cái chữ này này. Đây là nộp tiền thuế là 4.048.000. Đây số thuế này, số tiền nộp thuế này cũng là do cô Huệ Hương là cô nộp tiền để mà đóng hàng đấy, đóng thuế để mà nhận được thông qua này. Chúng em không biết nói gì, là rất là cảm ơn cô rất là nhiều. Nhá, làm nhá. À đây. Để mình bóc cái này nhá. Cái con dao cắt rồi. Đây là cái biên lai đối với lại hàng hóa nhập khẩu. Nên em nhận được tiền trả một cái. Tôi khai báo số thuế. À đây. Tiền thuế cái gì đây? NK là 2.604.000. Và tiền thuế cái gì đấy? JT đồng là 1.424 là tổng là 4.028. Tổng 4 triệu. Đúng rồi. 28 là. Đây. Đúng rồi. Tổng số tiền thuế nộp là 4.028.000. Đấy, người thu tiền ký tên này. Người viết biên lai ký tên. Đây là tờ khai hàng hóa nhập khẩu đây. Chi cục hải quan. Người nhận được. Chào mừng có người ủy thác, người được ủy quyền là trung tâm khai thác bưu chính quốc tế miền Bắc này. Đây. Nhiều dấu nhỉ. 4 dấu. Đã thu lệ phí hải quan 20.000 đồng. Linh Lâm mà. Thế ui nhiều dấu lắm này, lệ Nguyễn Lệ Nguyễn. Đầu tiên thấy tờ nhiều dấu này. Đầu tiên có nhìn thấy cái nó. Có nhiều đây cũng lại cũng một tờ nhiều dấu. Nhiều nhỉ? Rất là nhiều luôn, hai tờ. Ba tờ. À, như cái này là trị giá của những cái tiền hay sao, xong họ cộng lại hay sao, nên anh này để ý đi. Nhiều lắm. Ba tờ, bốn tờ này. À đây mô tả hàng hóa này. À cái này là kiểu chắc là đánh thuế theo từng cái này. Cái này áo khoác trẻ em HM à. Đây. Còn xanh tô màu này đấy, sao còn mình mất thêm tiền nhỉ? Vâng, đây nhiều lắm này. Ồ, mấy tờ liền cứ phải đếm lại được có bao nhiêu thứ chắc họ ghi đây. Vâng, tính một thứ là một thuế khác nhau ấy. À, chắc là thuế thứ bé này thuế bé nhỉ. Vâng, đây.
Ôi Đạt ơi, đi bóc người Đạt ơi. Alo Đạt ơi, có mang Đạt ấy à? Đấy, ui rồi. Ôi rất nhiều luôn. Ôi chị với Đạt ra lấy một cái Đạt ơi. Đạt ơi, mang vào đây cho bố nhé. Đồ đây nhé. Đùi vào đây nhé, kéo đây. Như này là hết, để em coi đếm xem nào. Cái tờ A4 này là có bao nhiêu tờ? 1 tờ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tờ. Ui, cả cái biên lai này là 12 tờ. Kẹo á? Tờ này mình xem nào. Mình này bóp mình xem một tí. À cái này là, cái này là cái bút màu anh ạ. Bút tô màu. Kẹo à? Không phải kẹo đâu. Cái này cục tẩy. Xin bà chưa con? Xin bà chưa? Bà. Con xin bà. Xin bà. Kẹo. Nhưng mà chị Đạt là đang thích kẹo. À cái này là cái tô màu đấy. Đấy. Cái này là tô màu Đạt à? Đạt ơi con xin bà chưa? Con xin bà. À con xin bà đấy. Đấy bà còn nhiều, có quà cho con nhiều lắm Đạt ạ. Đây là bà cho đấy. Bộ thìa, bộ dĩa anh ạ. Ô. Xin bà chưa? Cô chú đáo quá. Đạt. Đạt xin bà chưa? Bà cho đấy. Không cho Quân nhá. Xin bà không? Xin bà. Xin bà cho tiếp này. À, đây là giày này. Ui giày đẹp quá. Nào 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 nào. Sao? À đây mình bóc con nhé. Bóc quả cho Đạt á? Bé Đạt là trẻ con ấy ạ, cho nên là rất là thích. Có là phải bóc ra xem con. Đây, cái gì đây con? À đây 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 này. Cái gì đây? Ui, cái này đang anh sờ thử xem. Sờ thích cái đây. Đây, bộ vàng riêng mà. Có gì đây con? Cái gì đây? Là nhung nhanh này. Cái gì đây? Cái này là anh kiểu anh nhung ấy. Anh kiểu anh nhung. Đẹp quá. Cái dĩa đâu? Dĩa đâu? Dĩa đâu? Cái dĩa đâu? Cái gì đây? Đây sao con để vào chỗ cũ cho mẹ xem nào. À, cắt đấy á. Con để vào chỗ cũ đi. Đây để cái này thì để vào đây. Túi sách cho không phải à? À đi đi ăn của Đạt. Ui đẹp thế nhỉ. Ôi rồi Đạt, Đạt có thích không Đạt? Con gì đây? Cậu uống nước đâu Đạt? Bát đâu? Đây là cô ghi là một bộ đồ thể thao màu xanh đen tay ngắn, quần ngắn, một bộ đồ thể thao có hình con chó gấu, tay ngắn và quần ngắn, một khăn len dài màu hồng cho cói này. Này, em có đọc nốt bé Đạt nhé, em có anh nghịch. Những bộ quần áo, giày dép cô gửi cho gia đình cói. Mong gia đình cháu mặc vừa và vừa ý cô Huệ Hương. Quà cho bé Đạt: một áo khoác bông sát nách có mũ, một áo khoác tay dài màu cho, một áo có mũ hình con chó màu trắng. Hai cái này là một bộ. Này cô ghi rất là cẩn thận đấy ạ. Một quần xanh lá cây, hai quần jean, một xanh sáng, một đậm, một áo sơ mi caro đỏ xanh trắng tay dài, hai áo xanh lá cây sọc ngang, một áo sọc ngang đen cho sáng, một áo sọc ngang màu trắng đen vàng, một áo sọc ngang đỏ đen. Hai cái này mặc với nhau thì cô ghi rất là kỹ luôn ạ. Một quần cho,
một bộ đồ có hình những con thú áo và quần. Cô chú đáo quá này, cô ghi rất là cẩn thận. Này bé Đạt là Chi Chi đã lấy cả cái bộ này rồi. Này thấy những cái đồ này là Đạt rất là thích rồi. Đây cô ghi cả hai tách uống cà phê bằng gốm sứ, xin cẩn thận kẻo vỡ, xin cảm ơn. Đây này, cái này sứ gỗ Đạt không cẩn thận là. Đây này, thế Đạt bóc đi. Cẩn thận vỡ nhá. Rồi, giờ bé Đạt mở ra xem nào vậy. Đây, cốc rất là đẹp luôn ạ. À, này đây, còn cái này mu chen này. Đây, đây cốc rất là đẹp luôn ạ. À, đây còn chưa kịp xem hai cái này của bé Đạt. Đây đồ tô này. Đây đấy, cái này tô như nào, à, cái này màu như nào thì cái này sẽ tô y xì như thế này. Đấy, rất là nhiều hình luôn. Hoa này, con gà này, hoa này, con chim này, con vịt, đủ các loại luôn. Con cừu này, đấy, bướm, nhiều lắm luôn ạ. Đây, ngựa, nói chung là con gì cũng có đầy đủ hết này. Này, cái nào là sẽ cho bé Đạt học bài và tô. Đấy. Cùng quà này, nhiều quá nè. Túi nào cũng ghi này. Đồ mới cho có ấy, một áo len cổ cao màu đen, hiệu Emperor. Cái này em có không biết đọc đi, cô bác thông cảm ạ. À, một áo len đi màu sáng, hiệu Montego. Một áo len màu đỏ cổ cao, hiệu Solivan. Cái này em có không biết đọc này. Một áo len màu vàng tay dài, hiệu Pierkes. Một áo Mickey Mouse hiệu Montego. Một áo len màu đỏ áo dài và có mũ tay dài, hiệu cũng Solivan. Một áo len tay dài màu hồng nhạt. Một áo thung, à, áo thun tay dài màu lá mạ. Một áo thun tay ngắn có hình những con sò màu trắng. Một áo len tay dài màu nâu mặc hai lần. Một áo đen len tay ngắn mặc hai lần. Ôi, cô ghi rất là cẩn thận đấy chứ, cô cũng rất là đẹp anh nhỉ. Cái này là giày. Này là cỡ to này chắc là giày của anh Thành. Nên cái này là M-E-P. Này không biết đọc này. Giày bám đường tốt đấy nhỉ. Bám đường tốt lắm nhỉ. Đây nhìn đeo lùi nhỉ. Đeo đường trơn đấy. Ồ, đây là dép. Mà nhìn thấy đôi dép này thì em có là nhớ đến dép con gì. Đây. Đây là đôi giày của anh Thành. Đôi giày này chuyên đi, cái này là cỡ 41 anh ạ. Chuyên đi là lên núi lên bản và đi có chữ cơ á. Cũng được. Cơ 41 á. Vâng. Cơ 41. Đây là đôi dép. Đây anh ơi, đôi dép này thì vừa luôn anh ạ, vừa khít chân luôn, không như dép con vịt là em quay đi cho nó còn thừa. Đó, như này rất là anh ạ. Có đi mà đẹp hết rồi. Rất là đẹp luôn. Bộ quần áo này thì cũng là năm ngoái cô có tặng cho chúng em, cũng quần áo này, xong là khăn này, áo khoác này. Và bé Đạt thì cũng rất là nhiều quần áo, anh Thành cũng thế. Nên đây là cái lịch mà cô tặng mẹ. Lịch của, nhưng cô bảo là đây là những cái phong cảnh mà có ở miền Đức nhỉ. Nên có cũng treo đây. Này ơi, cái này là cái túi này. Túi khóa cho cói, trong gồm có một kính đeo mắt, kính râm mát cho cói này, một lọ nước hoa cho cói, một bộ dây chuyền bông tai màu xanh ngọc trắng, một bộ dây chuyền
vòng tay màu đậm xanh đỏ trắng, một cái nhẫn có cánh thiên nga, thân gắn đá trắng cho gói, một vòng đeo tay bằng đá trắng, một đôi bông tai hình tròn to có gắn đá nhỏ, một đôi găng tay cho cói, hai thắt lưng da cho thành. Quà cho Thành. Đây giờ là đến anh Thành nhá. Một quần jean màu xanh, một quần jean màu đen, một áo khoác màu cho đậm hiệu. Cái gì đây? Hay hiệu gì này? Hay hiệu gì đây? Tôm cái gì, tôm tai lo hay cái gì em có không biết đâu. Tôm gì? Toàn hàng hiệu thôi. Cái nào thấy hiệu này. Một áo thun màu đỏ gạch, tay dài hiệu. Cái này là Jack à hay cái gì đây? Jackie Sun à hay Jackie John nên không biết. Không biết đọc chúng em là không có biết tiếng nước ngoài. Một áo tay thun ngắn màu đỏ cổ hiệu. Đây, SELECTERED. Một áo thun ngắn màu đen có cổ hiệu cũng là tôm tai lo à. Một áo sơ mi ngắn tay caro trắng xanh đen đỏ, 5 đôi mi tất, một quần jean cho cói, một đôi giày của Đạt. Đây. Cái này là cái cặp của Đạt anh ạ. Đẹp đi. Cặp đi học Đạt là chắc chắn là rất là thích. Này. 29 euro, 29,99 euro, ôi đắt quá. Đây là đôi giày, đôi này là ủng giày của cói, gọi là ủng giày. Nói chung, ui, trong này cũng khá là ấm đây ạ. Này đi trời mưa, trời nắng cũng đều được. À, Đạt còn cả cái bình nước thế này anh này. Cái bình nước cho Đạt này. Đẹp quá. Cái này là giày. Giày của vợ đây. Vâng, đây cái này là giày của cói. Giày đẹp đấy nhỉ. Trong này có cái túi rất là đẹp này này. Wow. Túi tí đựng. Nhiều cái bên nào cho trong này. Đây. Một đôi giày lười cho anh Thành nữa. Đây, tụi em mới mở cái ba lô với Đạt trước nên là dép cho cái nào. Đạt đi thử nào Đạt ơi. Đẹp quá Đạt ạ. Đây. Ô, gì đấy? Giày ô tô này Đạt. Đây. Ui. Ui. Sáng này anh này. Đây. Ở đây đặt xuống thì mới sáng. Cho Đạt đi vào thế nào. Đấy. Ui. Đấy con phải để lên để xuống đấy. Đấy. Ui. Giày ô tô rất đẹp. Với Đạt thì rất thích ô tô, rất thích đồ chơi ô tô. Có đôi giày cũng bằng ô tô thì thích nhất là nhìn hình như này này. Đấy có cả bánh xe. Cái gì? Hả? Đây bé Đạt, đeo cái ba lô nhá. Đeo ba lô này thế nào. Đấy của con đấy. Ba lô này còn có cả cái thắt lưng trước này này. Này con đeo con khoác ba lô vào đi của con. Đi học cái nào, đi học cái nào. Đi học, mang ba lô đi học nhá. Mới Đạt nhá. Không cho cô này. Hả? Không cho cô này. Rồi, không cho. Cứ mở ra. À! Đây, Đạt đặt khóc không có lô vào. À đây, con cho đồ dùng của con vào đây nhá. Con mang đi học. Mang đi học nhá. Rồi, con cho cả hai cục tẩy vào đi. Đấy. Con cho. Rồi, con mất. Rồi, con hút màu. Đúng rồi. Con khóa cặp vào. À đây cho cả cái này á. Em sợ to không vào được á Đàn. Không vào được. Không vào được đâu. Không vào được thì để ngoài. Để ngoài nhá, mẹ cất cho nhá. Ừ.
Và được mà. À không. Và được. Đây rồi rồi. Hỏng bé không vào được con ạ, đây như này. Mẹ vào hỏng. Đây xong khóa rồi như này. Được. Đấy. Ăn đây. Đây xong rồi cài như này này mẹ vào. Đi giày này, đi giày vào, đi học cái nào như đi. Đi cầm đôi giày cho đặt nha. Đợi em một tí để em cài cho mẹ. Đây bé đặt, các cài đi, cài cái này vào đây. Đấy, đứng dậy xem nào. Đứng dậy, đứng dậy. Đi giày ô tô nhá. Này con đi học như nào nào, úi giời. Đẹp quá là ạ. Dây hơi dài để mẹ chỉnh lại cho. Đây, đây con bấm đây. Đấy, rồi. Đây, 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 đây. Đây. Con đồ chơi này đi một góc rồi đấy. Ừ, này đẹp lắm anh mẹ ạ. Đi vào xem vừa chơi đặt rồi. Nào làm đây mà bóc nào. Bóc cái này ra nhá. Đây. Ôi đôi giày này chưa tính tiền thuế là 27 euro à. Đây. Để em tính tiền tiền lô rồi chắc là euro 27 à. 27 nhân 27 này. Ôi 729.000 đôi giày này. Đắt quá. Ôi xem cái cặp kia xem nào, mày xem cặp xem nào. Ui. Cái cặp này 29,99 euro và 22,99 809. Ô đẹp quá nhỉ. Úi giời. Đây bố đi nốt bên kia cho. Tên này đạt sáng nhất làng rồi nhỉ. Đi dây này. Đi được. Năm ngoái là bà cũng gửi cả dép về cho đạt đấy. Này. Bà chạy thế nào? Sáng rồi. Rồi. Con đi là xem sáng. Úi giời. Vừa không hả anh? Vừa đi luôn. À không cả. Đâu xem nào. Đây, đôi dép này cũng 12 euro anh ạ. Đây, đắt quá. Đây, có thể nhận tiền cho này. 12 nhân lại 27 bằng 324.000 đôi dép này anh ạ. Đây. Đây, cái này là gọi là chưa tính tiền thuế đấy anh ạ. Quà cho anh Thành, bóc quà anh Thành trước nhá. Này cho anh Thành cái bóc này. Đây cho anh Thành. Thôi phải nhá. Ồ, áo đẹp đấy. Đấy, ôi. Áo đẹp đấy. Gần 25 euro rồi. Ôi ô, 24,99 euro à? Đúng. Này. Toàn hàng hiệu 24,99 nhân với 27 bằng 674.000. Cái áo hiệu này và anh Thành mặc. Đâu xem nào. Vừa zin mà. Đâu xem có vừa không ạ? À? Có. Mặc thế nào anh? Mặc thích ạ. Áo mùa đông. Của chồng hay của bạn đấy? Cái này to này chắc của chồng. Chắc này cô có ghi mà, của chồng. Đây bên kia là đôi dép mà năm ngoái cô gửi cho bé Đạt đấy ạ. Áo len. Đây áo len cũng của anh Thành. Mấy màu chồng thích lắm, mấy màu này. Vâng. Ồ, áo đẹp thế. Áo này gần 25,99 đô. 25,99 nhân ra tiền Việt xem nào. Như 27 là bằng 701. Ui toàn gần 1 triệu cái áo thôi anh Thành ạ. Áo này cũng đẹp. Áo này áo kẻ ca du. Gần 30 rồi. Đâu à? Ui cái này 29,99 euro. Cũng ui 800.000 cái áo anh ạ. Cái áo này cũng 19,99. Đắt nhỉ anh nhỉ? 19,99 nhân với 27. Ui 539.000, hơn 539.000 anh ạ. Đắt quá. Wow, áo đẹp thế. Ừ. Ui, giày của Đạt nữa này, dép nữa này. Ở đây cái áo này là 39,99 còn.
À, cái này 39,99. Ừ. Ôi, 1 triệu. 1.079.000 anh ạ. Đây, đây đôi dép của Đạt này. Dép xịn đây ạ. Đây Đạt ơi. Đây bây Đạt đi lấy cái bình nước để uống. Cho nước vào trong đấy. Này, đẹp quá. Đây là tân của em có ấy. Đây, tân to là tân của anh Thành. Đây là một đôi tân cổ cao à. Ôi cái này mà đi xong mà cao cổ xong rồi, dĩ nó không cắn được đâu nhỉ anh nhỉ. Thích lắm. Một đôi này còn một đôi này là gần 100.000. Là 78.000 một đôi tân như này anh ạ. Đắt. Mình chưa, mình toàn đi tân 5.000 với lại 10.000 một đôi thôi. Hoặc là 15.000 thôi ạ. Này đây là tân của bé Đạt, năm ngoái là cô cũng gửi rất là nhiều tân cho bé Đạt. Đấy. Năm nay cũng dùng được cái này cất đi, khi nào mà dùng hết cái kia thì mới dùng. Cái này 9,99 euro là cũng coi như 10, cũng 270.000. Ôi, đắt quá. Này cái này. Này cũng là tân. Rất là đắt luôn. Này cái này là tân của em có ấy. Đây, đây là hiệu HM. Đây, đôi này cũng thế ạ. Này. Này có những cái hình sushi này, rất là đẹp luôn ạ. Này cái này tận của anh Thành đúng không ạ? Phải không? Đúng. Này. Đều rất là đắt tiền của bác ạ. Đâu? À cái này là quần jean của em có ấy. Nó có như là cái gì đây? Hả? Không biết ạ. Quần bò. Wow. Này của anh Thành. Đây. Cái nào cũng đều rất là mới. Đây, em sờ một tí. Đẹp quá. Nào. 29,99. Ui. Toàn đồ đắt tiền thôi anh Thành ạ. Đây, cái quần này là 809.000 đây anh ạ. Tìm Việt Nam mình ấy. Đâu anh mặc đi. À, của Đạt. Con này còn đắt hơn nhiều hơn. 39,99. 39,99 ạ. Ui, 1.079.000 cái quần. Ôi, đắt quá. Thành đã mặc xong cái quần rồi đấy ạ. Giờ sẽ đi giày vào. Vừa jean nhá. Vừa luôn nhỉ. Này em ước Jack không dám để đâu rồi đó. Đâu xem quay một vòng thế nào. Đây giờ anh mặc cái quần màu xanh. Bè cổ áo. Đẹp anh ạ. Đây cái áo này sờ rất là dày dặn và ấm. Đây anh khoác luôn cái áo đấy vào xem nào. Không, quần vừa mà. Không thích được. Này, này anh mặc luôn cái áo này vào đi. Đấy, này thì ấm cổ nhất rồi. Đấy, quay lại em xem nào. Này. À, casio này cũng rất là đắt tiền. Cũng toàn mấy trăm ngàn một triệu này. Hai chín bảy chín chín nhân 27. Ui, 809.000 cái áo. Đắt quá. Này. Còn quần áo hàng gần 1 triệu. Vâng, toàn hàng hiệu sờ. Thật sự là rất là thích luôn của bác ạ. Này, cái chân vải kiểu nó mềm. Nó kiểu rất là khó tả mà rất là thích luôn. Đấy. Có vừa không ạ? Có. Mặc thích không? Ấm không? Hả? Ấm không ạ? Ấm vừa, ấm vừa mềm. Đâu, lại đi một vòng với em xem nào. Mẹ con cá. Này, cái nào cũng vừa. Đôi giày này là 59,95 euro anh ạ. À. Nên em thử nhân nhận 59,95,95. Cái triệu 6 triệu 7 á?
1.618.000. À. Thơm thế. Đắt quá. Như giấy rất là mới mà thực sự rất là đắt tiền. Thế bây giờ thì em gói sẽ bóc quà với gói anh Thành xong rồi. Đây là đôi này là đôi bốt à. Đây là cái quần jean. À, đây là đôi giày. Ôi, đôi giày này cũng 59,95, cũng bằng đôi vừa nãy là 1.600.000 nhỉ. Cũng 1.600.000 đôi giày. Cái này thì rất là chắc chắn luôn nhỉ. Thế rất là thơm, đẹp quá. Đây sẽ khôi cái túi khoác cho có ấy. Đây trong này là cái túi và ra bôi cho. Đây, thắt lưng của anh Thành đây ạ. À. Đẹp đi. Thắt lưng đều rất là đắt anh ạ. À. Bằng da. Vâng. Một có một cái là 19,99 nhân 20. Cái này này có một cái là cái này là 539.000 anh ạ. À. Đây. À. Của anh Thành nhá. Đây là 14,99 ơ luôn. Cái này là 104. Đây. Đẹp quá. Đẹp. Cái là chắc chắn luôn. Cái này là HM. Hiệu HM. À, cái này thì không có biết, không biết đọc mà. Đây. Đây. Kính anh ạ. Đây. Còn có cả cái khăn lau kính à. Đây, em có đeo thử ạ. Đấy, kính râm. Thế nào anh? Thế hợp với gói đấy. Nhìn sáng không? Em vẫn thế. Kiểu kính râm đi anh. Ừ, nhìn màu gì? Màu tím à? Tím. Đây là trang sức anh ạ. Hiệu Swarovski à. Này có hình con thiên nga này. Này. Được chưa? Cái này là nó bị rơi này. Đây này là ui, có cả. Đây là. Đây cái này là cả bộ hay sao anh ạ? Đây dây chuyền này. Ui, đẹp quá. Để tặng một phần. Và đeo thêm bên tay xem nào. Này là bông tay to vậy hả? Vâng. Đây là lần đầu tiên được được sờ cái món trong đâu nhỉ? Ôi, anh móc treo nhỉ? Đây. Đây. Cái này là bông tai. Anh nhìn này, kiểu cái đèn nó chiếu vào nhỉ, nhìn nó lấp lánh nhỉ, đẹp nhỉ. Đây. Chắc là đắt tiền lắm nhỉ. Vâng. Em nghĩ là rất là đắt tiền. Vì đây có cả cái hộp kiểu hiệu thiên nga này này. Đấy. Cái này thì rất là trong này. Đây. Gói đeo đẹp thế này. Ui, toàn là hiệu này thôi anh ạ. Đây à. Này. Đây nữa này. Nhẫn nhang ấy. Đây. Đây, cái này là dây màu tóc tay. À? Vòng tay anh ạ. Đây cô bảo vòng tay, tay đá đây. Đây. Đẹp quá. À. Đẹp thế nhỉ? Vâng. Nhìn nó mảnh như kim cương. Đây. Ồ, cái này cũng là một bộ anh ạ. Này. Hoa tai à? Vâng, cũng bao gồm có hoa tai và cả dây chuyền. À.
Có mấy bộ này nhỉ? Vâng ạ. Đây. Đây chỉnh chỉnh tóc. Cái món kiểu đồ trang sức của con gái mà đẹp như này. Ờ gì? Đây, cái này cũng là bông tai nhỉ. Đây. To đấy. Cái này hiệu hiệu Swarovski à. Đây. Phải không? Có ngược không? Không ngược đúng không? Không ngược à. Vâng. Đây. Cái này bóc cái này. Nhẫn. Đẹp đấy. Vừa luôn anh ạ, à, đây. Có mà đeo nó độ bồ là gì ăn cưới thì giống bà chủ phết đấy nhỉ. Bà chủ ấy ạ. Vâng. Mới vừa đấy anh ạ. Đấy, ấm lắm anh ạ. Hai anh ạ. Thơm lắm. Thơm, dạ. Này, không biết con trai dùng được không? Hai vợ chồng cùng dùng. Hai thì xịt thì xịt. Vâng. Thơm. Ô, cái này không biết là cái gì đây. Đâu mình cái túi này cô đi làm gì. Ô. Ui anh ơi, cái này là Dior này. Theo như em có được biết thì cái hiệu Dior này là gọi là cái hiệu mà rất là lớn, gọi là đồ xa xỉ luôn anh ạ. Anh thử xem có được không. Có, trong này có cả dầu nữa này. Ừ. Không xịt đâu, chỉ cho dầu vào ấy. Hay là mình cho dầu vào nhỉ? Ừ. Đấy. Dạng chai bé á. Đây. Cái này nữa này. Đấy, không phải ra đây nhá. Đây. Này, rất là thú vị. Còn là bé Đạt là rất thích những cái kiểu những cái bé bé này này. Đây là mát của cái túi. Thơm quá. Đây. Ui, cái này cũng tiếp tục là Dior này anh này. Còn cái này là Aqua cái gì thì cái này thì em còn không biết đọc tên. Ừ, cái này là có một mùi thơm khác anh ạ. Vâng. Không biết cái này là cái gì đây. À, cuốn sổ anh ạ. Đẹp chưa? Có cả năm này. Đây. Hả? Đây, ồ. Đây. Ui đẹp quá, như cái này chắc em có không ghi đâu mà em có để làm kỷ niệm mất. Đẹp quá này, chắc nào cũng có như thế này. Chắc cuốn sổ to. Tudulit này. Ui, đây, cái này này. Ừ. Ui, đây. Cái này là date à hay cái gì đây, note này. Ôi. Đây là shopping à. Cái gì đây, hôm nay toàn tiếng Anh không có không biết. Cái nào trang nào cũng thế ạ. Wow, cái này là Ala. Ala anh ạ. À, cái này mở như nào đấy. À, thì hay quá. Vừa luôn anh ạ. Ui, chân váy ấy. Cầm ba nặng lắm anh ạ. À. À, thế cái này đi mưa được ấy nhỉ? Chắc không? Em không biết là để em để tại đây cho em vích đồ. Đây, quần ra nha. Vừa đấy.
Đấy, đẹp quá. Tiếp này, còn cái này là quần van. Này hầu như là cái áo nào mà cô Hương gửi ạ? Em có cái đều mặc rất là vừa luôn, không chật mà cũng không có lỏng quá. Cái túi đồ mới này. Ồ, cái này là 59,99 euro. Là 1.600 bao nhiêu tiền này? 1.619.000. Áo len. Áo len đẹp quá. Cái này là cái này là cái váy len. Váy à? Đây. Đồ cô gửi đều rất là mới này. Quần áo mới hết này. Cái này thì có chưa? À, cái này có thể kết hợp với lại chân váy vai. Mẹ đẹp không đạt? Mickey. Áo khoác này ấm lắm. Em mà mình chuẩn bị tâm hồi này. Cái này cũng là áo len cổ lọ. Cái này mà mặc đi thì không sợ gió này. Cái này cũng áo len cổ lọ. Quần áo qua rất là nhiều này. Có chiêu thì sắp xếp. Không phát cái nhé. Ôi, quần áo rất là đắt, 19,99 này. 19,99 nhân 20. Ôi, áo này là 539.000 anh ạ. Giờ rất là ấm luôn. Này là quần cho bé đạt. Này là khăn tròn. Ôi anh xài được cái khăn này đi. Ừ. Ấm nhỉ? Ấm mới mềm mại nhỉ. Ừ. Cái này là ba có giá là 39,99 euro. Khăn này 1.079.000 anh ạ. Ú, đắt quá. Đây em có quà nhỉ. Khăn rất là to luôn. Cái khăn mà năm ngoái cô gửi tặng ấy ạ, thì cũng rất là ấm, khăn màu đen ấy. Khăn này thì cũng rất là ấm. Khăn to nhỉ? Khăn to này thì không sợ lạnh rồi. Này là quần đùi của bé Đạt này. Quần này cũng đắt lắm anh ạ. Đạt chắc phải 6 tuổi mới mặc được. Vâng, cái này thì cân sau này để mà cái đàn lớn lớn hơn một chút thì mặc. Áo khoác con nhỉ? 29,99 à. Đưa chị Quỳnh nhé.
Đưa chị Quỳnh nhỉ, Quỳnh ạ. Con này 800.000. Đây, Đạt ơi. Mặc không? Kìa, 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 chó kìa nhé. Mặc không? Kì. Đi mặc, mặc thử nào nhé. Mặc nhá. Mặc nhá. Đi mẹ mặc cái nghe nè. Đã cởi á, cởi nhé. Đâu? Đây quần của nó đây. Đây cả bộ. Đây con mặc bộ này nhá. Mặc áo không? Mặc không? Hả? Không mặc á? À con lạnh con không mặc á? Bên nào mùa hè nóng thì mặc nha. Đi đây. Con gì đây? Con voi, con khủng long. Mặc con voi đi, mặc con voi đi, mặc con voi đi. Con mèo cô. Ừ, con mèo á. Ừ. Có xem áo này là có giá là 14,99 đô. Áo này là 404.000. Đẹp quá. Đây. Đẹp chưa? Áo này cũng áo này là 19,99 à. Còn 539.000. Này. Áo đẹp thế nhỉ, đạt nhỉ. Quần này quần màu xanh này. Này là bộ thể thao. Đẹp thế nhỉ, ui. Sở chất mát lắm. Còn đồ mới lấy hết cô gửi. Cái này là 7,99 euro à. Bộ này là 215.000. Đây. Ôi dồi ôi, long này, con long này đàn ơi. Khủng long này con ơi. Con long này. Đưa đây, đưa chị Quỳnh đeo cho nhé. Cái áo này là giá 14,99 euro. Là bằng 404.000. Cái này là áo kẻ của Đạt. Cái này cũng là 14,99 euro. Còn 400.000. Áo rất là đẹp mà, thực sự rất là thơm luôn. Đây, đẹp quá. Cái này là 6,99 à. Cái này là 188.000. Quần áo rất là đẹp và thực sự rất là đắt tiền. Cái này cũng vậy này. Cái này cũng thế này. Cái này cũng vậy. Giá cũng thế này. Đẹp chưa? Là hết thế là xong, bây giờ thì em có sẽ mặc thử lại tất cả quần áo. Vợ chồng con không biết nói gì hơn. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Không biết nói gì. Cô quan tâm với gia đình con ạ. Cô thực sự là rất là chu đáo và chọn đến những bộ quần áo và những đôi giày dép. Phải nói là rất là đẹp và kiểu cô chọn là mình cũng rất là ưng và mình cũng rất là vừa ý nhỉ. Cái nào cũng vừa luôn. Cái nào cũng đều rất là đẹp. Cô toàn lấy mua quần áo đắt thôi. Đấy cũng thực sự rất là đắt tiền. Ừ. Chỗ này tốn kém cô rất nhiều ấy. Vừa mất tiền mua quần áo xong vừa mất tiền công chuyển về này. Xong còn mất tiền thuế nữa. Thật sự là cô phải nói cô cũng rất là vất vả. Bởi chỗ biết cảm ơn cô thế ạ. Chỗ quần áo này cô cũng phải mất rất là nhiều thời gian đấy. Cô mất rất nhiều thời gian để mà công địa, cô đi lựa mua hoặc cô còn xếp vào hộp cô mang đi gửi nữa. Hả? Con đi bà. Con xin bà rồi, con cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Rồi, yêu bà. Yêu bà. Yêu bà Hương. Đi bà luôn.
của ba người. Như vậy là em Cói cũng đã bóc thùng quà của cô Huệ Hương, cô gửi tặng cho gia đình nhà vợ chồng em Cói rồi. Thật sự thì rất là cảm ơn cô. Rất là cảm ơn cô đã đặc biệt quan tâm đến nhà của Cói. Cô thật sự rất là chu đáo cô bác ạ. Này, cô mua dép này, xong là giày này, xong là giày cao gót này, cái này là giày đi mưa này, đấy giày cao su đi mưa, cái này là giày lười cho anh Thành, và cái này là cũng là giày chuyên gọi là đi lên trên bản và những cái đường trơn trượt ấy ạ. Đấy, những cái đôi giày này thì rất là chắc. Này, cô còn mua cả bút tô màu với lại cái quyển tô màu cho bé Đạt để mà cho bé Đạt học này. Cô rất chú đáo mua cả tận cho chúng em, mua cả cho bé Đạt này. Dép của bé Đạt cũng thế, rất là đẹp. Giày thì hình ô tô. Đây. Đấy. Giày thì rất là đẹp luôn. Xong là cặp xanh cho bé Đạt này. Bình uống nước này, bộ ba bộ dao, dĩa và thìa. Đấy. Đĩa ăn này, cốc nước uống này với lại bát ăn này, quần áo cho anh Thành và em Cói, thắt lưng cho anh Thành này, là áo quần này, váy túi rất là nhiều, và những cái quần áo này thì vợ chồng em Cói đều mặc rất là vừa và không có cái nào là chật hay là lỏng cô bác ạ. Thật sự là cô Hương cô rất là khéo chọn, cái nào cô chọn cũng rất là đẹp và cũng rất là vừa ý cô bác ạ. Này, cái nào thì cũng ấm. Đây, còn có cả khăn này, bao tay này. Đấy. Xong là những cái cuốn sổ cho em có ấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Túi sách này. Trang sức. Đấy, toàn là đồ hiệu thôi, đồ cô Hương tặng nhỉ. Này. Quần áo cũng thế, cái nào cũng toàn đồ hiệu và toàn là đồ đắt tiền thôi. Này là nước hoa này, này cũng là nước hoa, này cũng nước hoa, cái này cũng thế ạ. Đây là cái kính, cái vòng tay và trang sức rất là đẹp. Cái ánh đèn chiếu vào nó cứ lấp lánh nữa. Cô Huệ Hương thì cô cũng tặng cho gia đình em Cói thật sự là rất là nhiều đồ. Đây, từ máy giặt này, lò vi sóng này, năm ngoái cô cũng có tặng quần áo. Đấy, và giày dép cho bé Đạt là cũng rất là nhiều này. Bát đũa này, thìa này. Và bàn là này. Đấy. Rất là nhiều, sau lần này cô còn gửi thêm nhiều đồ như thế này nữa. Còn mất rất là nhiều tiền để mà đấy, đóng thuế. Thì chúng con thì cũng không có biết nói gì. Đấy, chúng con cũng biết là cô kiếm tiền cũng rất là vất vả ấy ạ. Để mà có thể mua cho chúng con những cái đồ nhiều như này thì cũng tốn rất là nhiều tiền của cô. Đấy. Cô cũng phải đi làm vất vả thì mới có được tiền để mà gửi những cái đồ mà toàn là đồ hiệu, đồ xịn, đồ tốt để tặng cho chúng con thì chẳng biết nói gì. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe ạ. Bây giờ thì cũng muộn rồi, em Cói cũng xin phép là kết thúc video và đi ngủ thôi ạ. Cô Hương tặng cho em có những cái quần áo cũng đã rất đẹp rồi. Còn những cái bộ váy thì cũng rất đẹp. Khi nào mà em Cói có dịp mặc ạ, thì mặc những cái bộ váy ạ, thì em Cói sẽ đăng lên để cho các cô các bác xem. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh của Cói La Lin.